Cô Lâm xin chào cô chú. Hôm nay con xin giới thiệu với các cô chú một số giò chầm hồng môi tiết. Đây là mặt hoa của nó. Chầm hồng môi tiết nha cô chú. Giờ đây con xin giới thiệu một số hình cây của nó. Giò mã số 1 có giá là 2 triệu. Thì nó có 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 thân. Mấy cái thân giờ có mấy cái chùa hoa nè cô chú. À, thân rất là to luôn. Đây giờ mã số 1 có giá tiền là 2 triệu cô chú. Không dài nhất là được khoảng 50 cm. Mã số 1 2 triệu. Mã số 2 có giá là 1 triệu 6. Chiều này có 4 thân của chú. Mấy thân dài nhất được khoảng 45 cm, là cộng này nó được khoảng 30 cm. Giờ mã số 2 có giá tiền là 1 triệu 600 nghìn. Đây. Cây rất là đẹp của chú. Giờ mã số 3 có giá tiền là 1 triệu 1. Giờ này có 3 thân. 3 thân tơ. 2 thân là được 40 cm. Và 1 thân là được 15 cm. Giờ mã số 3 1 triệu 100 nghìn. Chầm hồng mối tiết nha cô chú. Rất là đẹp. Mã số 4 có giá tiền là 1 triệu 200 nghìn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cộng. Cộng dài nhất là được 45 cm. Cộng này dài được khoảng 20 cm. Giờ mã số 4 có giá tiền là 1 triệu 200 nghìn. Mã số 4 giờ mã số 5 này có giá 550. Có chú nào muốn nhẹ tiền cước á, nói bên con sẽ cắt bỏ này ra, gửi cây thôi, còn miếng gỗ giữ lại, tại miếng gỗ rất là nặng của chú. Giờ mã số 5 550, cộng này dài được khoảng gần 60 cm. Cái này đang một thân già này, chưa tuột lá. Mã số 5 550 nghìn. Mã số 6 giá tiền là 700, 2 thân. Dạ đúng rồi. 1 thân là được 35, giờ 1 thân được khoảng 25 cm. Giờ mã số 6 có giá tiền là 700 nghìn. Đây là giờ mã số 8 có giá tiền là 400. Thân rất là to của chú. 400 nghìn mã số 8. Thân này dài được khoảng gần 40 cm. 400 nghìn. Hồi nãy con chua qua mã số 7, đây là mã số 7 của chú. 450 nghìn. Chầm hồng mối tiết mã số 7 450. Cộng này dài được khoảng gần 60 cm. Giờ mã số 7 đang có một thân già chưa hoa nè cô chú. 450 nghìn mã số 7. Thân rất là to. Rất là đẹp luôn cô chú. Đây giờ mã số 9 có giá là 450 luôn. Mã số 9 450 nghìn. Thân này dài được khoảng 50 cm. Giờ mã số 10 có giá tiền là 450 luôn. Cộng bây giờ được khoảng 45 cm. Giờ mã số 10
nó đang sưng mắt nè cô chú, không biết là ra hoa hay là ra kỳ thôi. Đó. Bên đây cũng đang sưng luôn. Mã số 10, 450. Mã số 11, 450. Cộng này dài được khoảng 60 xăng. 450.000 vào mã số 11. Xe là dò mã số 12, có giá tiền là 450 luôn. Cái một thân già 450.000 mã số 12. Cộng này dài được khoảng 42-43 xăng. 450 mã số 12. Đây là giờ mã số 13 có giá là 600. Một thân dài nó được 35, với lại một thân là được khoảng 16-17 xăng. Giờ mã số 13 600. Tiếp theo là giờ mã số 14 có giá là 600 luôn. Hai thân dài được khoảng 22-23 xăng. 600.000 mã số 14. Hai thân. Cái rất là mập nha cô chú. Tiếp theo là giờ mã số 15. Có hai thân với một thân già. Hai thân này dài được khoảng 15 xăng luôn. Giờ mã số 15. 500 hai thân. Cái này nó đang sưng mắt rồi cô chú. Mắt nó sắp sưng rồi nè. Mã số 15 500 hai thân. Giờ mã số 16 có giá là 350. Còn bây giờ được khoảng 27-28 xăng. 350.000. Giờ mã số 16. Đây là giờ mã số 17 có 4 thân. Với giá tiền là 750. Này dài được khoảng 15-16 xăng luôn. Có 4 thân nha cô chú. Ô giờ này là nó có 3 thân với là 1 thân già cô chú ơi. 3 thân với là 1 thân già. Giờ mã số 17. 750.000. Thế thì là giờ mã số 18. Thân này dài được khoảng 22-23 xăng. Mã số 18. 250. Tiếp theo là giò mã số 19 có giá tiền là 200. Còn này dài được khoảng 15 xăng. Mã số 19 200. Đây là giò mã số 20 có giá là 200 luôn. Thân này cũng được khoảng 20 xăng của chú thanh vi công. 200.000 mã số 20. Tiếp theo là giò mã số 21 có giá là 200 luôn. Số 21 có giá tiền là 200. Đây là mã số 22. Thân này dài được khoảng 15 xăng. 12-13 xăng. 200.000. Mã số 22. Đây là giò mã số 23. Có 4 thân tổng cộng của chú. Được khoảng 50 xăng. Có giá là 200. Mã số cuối cùng mã số 23. Số điện thoại gọi là 0908 846-04. Địa chỉ Vườn Lá, phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Qua Lao Mai xin chào cô chú.